Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Hà Nội phải cân nhắc giữa việc mua chiến đấu cơ của Nga hay của Mỹ. Ngày 6 tháng 2, AFA tiếng Việt có bài Việt Nam mua chiến đấu cơ của Nga hay Mỹ. Theo đó, lực lượng không quân Việt Nam cần thay thế khoảng 30 máy bay phản lực Su-22 và cõi, một loại máy bay ném bom do Liên Xô sản xuất. Được chuyển giao cho Việt Nam trong những năm 1980 và nay sắp hết thời gian hoạt động Tuy nhiên vấn đề lớn đặt ra là Việt Nam phải đối mặt với một danh sách lựa chọn tối ưu rất hạn chế. AFI cho rằng việc tìm nguồn thay thế những chiếc Su-22 là một nhu cầu cấp thiết. Trung Quốc tiếp tục phô trương sức mạnh và đương nhiên Việt Nam không thể nào sánh được với hỏa lực của Không quân Trung Quốc. Nhưng một lực lượng nhỏ, máy bay chiến đấu phản lực hiện đại có thể khiến Bắc Kinh phải chảy máu mũi nếu bị thúc ép. Và đây là bài trên AFI. AFI nhận xét Tuy Việt Nam không thiếu các phương án lựa chọn, nhưng Hà Nội buộc phải cân nhắc một số yếu tố, không chỉ bao gồm giá cả và năng lực mà cả về địa chính trị. Trong điều kiện này, Việt Nam phải quyết định xem có nên tiếp tục hợp tác quốc phòng với đối tác truyền thống là Nga hay chuyển sang đối tác mới là Mỹ. AFI dẫn nhận định của ông Ian Story, thành viên cao cấp tại EX Viện Yusuf Isaac trên trang mạng Fulcrum, chuyên phân tích về thời sự Đông Nam Á cho rằng, với mối quan hệ quốc phòng lâu đời giữa Hà Nội và Moscow, máy bay chiến đấu thay thế của Nga là một lựa chọn hợp lý. Theo AFI, các lệnh trừng phạt của phương Tây nhắm vào Nga sau vụ sát nhập bán đảo Crimea cũng khiến Việt Nam đáng đo về độ tin cậy của Nga với tư cách là nhà cung cấp. Cuộc chiến xâm lược Ukraine của Nga và việc phương Tây siết chặt trừng phạt còn làm cho các mối ngờ vực của Hà Nội thêm sâu sắc. Và đây là hình máy bay Su-30 của không quân Việt Nam đang diễn tập. AFI cho biết có nhiều dấu hiệu cho thấy Hà Nội đang nhắm đến mua vũ khí của Mỹ. Năm 2016, việc Hoa Kỳ dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam mở đường cho hai nước tăng cường hợp tác quốc phòng. Năm 2021, Hà Nội đặt mua 12 máy bay huấn luyện Bishcraft T-6 Thysan, rồi phi công Việt Nam tham gia các khóa học tiếng Anh ở Mỹ và ở trong nước. Truyền thông Việt Nam cũng đưa tin Hà Nội để mắt đến F16 đã qua sử dụng, tức là các máy bay mới của Mỹ như F35 nằm ngoài khả năng ngân sách của Việt Nam. Tuy nhiên, AFI phân tích điều này sẽ đặt Việt Nam trước một số rủi ro lớn. Thứ nhất, việc tích hợp các loại máy bay F16 do Mỹ sản xuất cùng với các máy bay của Nga mà không quân Việt Nam hiện có như Su27 và Su30 sẽ là một thách thức lớn trong việc thiết lập chương trình huấn luyện và bảo trì song song các loại máy bay mới. Và đây là hình máy bay F-16 của Mỹ mà Hà Nội muốn mua. Thứ hai, Quốc hội Mỹ là bên ra quyết định sau cùng về mọi giao dịch quốc phòng. Một số thượng nghị sĩ Mỹ có thể phản đối việc chuyển giao F-16 với lý do Việt Nam là một nước phi dân chủ. Và sau cùng, Hà Nội cũng phải xem xét đến yếu tố Trung Quốc. Một điều chắc chắn là Bắc Kinh theo dõi sát sao việc Hoa Kỳ bán vũ khí cho các đối thủ ở Biển Đông. Vẫn theo AFI, Việt Nam cũng có thể tránh căng thẳng Mỹ Trung bằng cách chọn mua JAS 39 của Thụy Điển hoặc KT 50 của Hàn Quốc. Nhưng các loại máy bay này đều dựa vào công nghệ Mỹ nên cũng phải có đèn xanh từ Washington. AFI dẫn lại tường thuật từ New York Times, nếu đúng thì Việt Nam đã bí mật mua vũ khí từ Nga trị giá 8 tỷ đô la bằng cách sử dụng lợi nhuận từ liên doanh năng lượng chung của cả hai nước ở Bắc Cực nhằm tránh sự trừng phạt của phương Tây. Theo AFI nhận định, thỏa thuận này rất có thể liên quan đến máy bay chiến đấu Su-30 hoặc Su-35. Trong bối cảnh này, Hà Nội dường như tính toán rằng tiếp tục chơi với con quỷ Nga mà mình đã biết rõ có lẽ sẽ tốt hơn đi theo con ma Mỹ mà mình chưa biết gì. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Hà Nội phải cân nhắc giữa việc mua chiến đấu cơ của Nga hay của Mỹ. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Ngọc Trinh ơn đảng sau khi bị đảng hành. Ngày 6 tháng 2, AFA Tiếng Việt loan tin, người mẫu Ngọc Trinh cảm ơn tới đảng, nhà nước trong bài đăng đầu tiên sau khi trở về từ trại giam. AFA cho biết, 4 ngày sau khi bị tuyên một năm tù treo với tội danh gây rối trật tự công cộng và được trả tự do tại tòa, nữ hoàng nội y Ngọc Trinh có bài đăng đầu tiên trên trang mạng xã hội, trong đó gửi lời cảm ơn tới đảng, nhà nước. AFA dẫn bài viết ngắn trên fanpage chính thức của Ngọc Trinh, có hơn 6 triệu người theo dõi vào ngày 6 tháng 2. Bài viết với tiêu đề trưởng thành hơn sau những lần vấp ngã được người mẫu đăng kèm một tấm ảnh với nội dung. Trước tiên, Trinh xin chân thành gửi lời cảm ơn tới đảng, nhà nước và pháp luật đã cho Trinh cơ hội quay trở lại cuộc sống thường để thực hiện những ước mơ và công việc còn đang gian dở. Đồng thời, Trinh cũng muốn gửi lời xin lỗi chân thành tới những người xung quanh đã phải chịu ảnh hưởng bởi hành động của Trinh, cô này viết. Ngọc Trinh cho hay, qua sự việc vừa rồi, cô nhận ra rằng không phải lấy lý do vì đam mê mà bỏ qua những ảnh hưởng, hệ lụy mà có thể gây ra. Và đây là hình bản tin trên AFA. Theo AFA, Ngọc Trinh bị công an thành phố Hồ Chí Minh bắt vào ngày 19 tháng 10 năm 2023. Sau khi đăng tải lên các trang mạng xã hội đoạn clip, cô thực hiện các động tác trên xe phân khối lớn như nhõm mông lái xe, buông hai tay khi vẫn chưa có bằng lái xe A2. Vẫn theo AFA, tòa án ngày 2 tháng 2 tuyên cô một năm tù nhưng cho hưởng án treo. Tuy nhiên, giáo viên dạy lái xe Trần Xuân Đông trong vụ việc bị tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù đối với hai tội danh gây rối trật tự công cộng và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Với tư cách là người của công chúng, Trinh biết rằng mình cần có trách nhiệm hơn trong việc truyền tải thông điệp truyền thông chuẩn mực hơn đến thế hệ trẻ. Từ giờ trở đi, Trinh sẽ cố gắng không ngừng hoàn thiện bản thân để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Trinh mong muốn mang đến những giá trị tích cực cho cộng đồng thông qua công việc và lối sống lành mạnh, gương mẫu. Người mẫu sinh năm 1989 khẳng định. AFA cho biết thêm, Ngọc Trinh nổi danh với những bức ảnh mặc nội y hay những chiếc bikini nóng bỏng. Sau này cô cũng được biết đến với những phát ngôn gây ý kiến trái chiều trong dư luận cùng với cuộc sống xa hoa, đập hợp những túi hàng hiệu đắt tiền. Và đây là hình người mẫu Ngọc Trinh. Ngọc Trinh cho biết trong đêm đầu tiên sau khi trở về nhà, đã không ngủ mà thức tới sáng để đọc hàng trăm hàng ngàn bình luận động viên của khán giả. Trong bài viết ngắn của mình, cô hai lần khẳng định sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để xây dựng hình ảnh lành mạnh, góp phần mang đến những điều tích cực cho xã hội. Theo ghi nhận của AFA, bài đăng nhận được hơn 100.000 biểu tượng cảm xúc và hàng ngàn bình luận chỉ sau hơn một giờ đăng tải. Một cô gái bình thường như Ngọc Trinh vốn chỉ quan tâm đến việc làm đẹp làm nổi để kiếm tiền, để lo toan cuộc sống thường ngày, không để tâm đến những chuyện xã hội, chính trị, nhức đầu và phiền phức, chắc cũng chẳng cần biết đảng là ai. Tất nhiên, khi vướng vòng lao lý, cô sẽ hoảng sợ và điều cô mong muốn chỉ là được về nhà. Vì vậy dễ hiểu, khi cô làm những gì mà các anh ấy muốn cô thể hiện, đó là ơn đảng, ơn chính phủ sau khi được về nhà. Ngọc Trinh cũng như hàng triệu người Việt, trong mấy chục năm qua, dù có bị đảng hành cho lên bờ xuống ruộng sống không bằng chết thì vẫn phải biết ơn đảng không rõ ngọc trinh có biết có hiểu góc độ pháp lý mà giới luật sư đã phân tích về trường hợp của cô hay không mà dù có biết có hiểu thì chắc chắn ngọc trinh cũng không dám phát biểu rằng công an thành hộ đã đối xử với cô quá mức thô bạo quá lạm quyền như hàng triệu người khác cô chỉ mong được bình an và cũng cầu chúc cho cô được bình an Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Ngọc Trinh ơn đảng sau khi bị đảng hành. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.